Nhìn kìa, đó là gia đình ngón tay người lùn. Người lùn cha, người lùn cha bán ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khác không? Chúc Giáng sinh vui vẻ đến mọi người từ những người lùn chúng tôi. Wow, đó là Giáng sinh. Bạn có nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng? Nhìn khắp nơi tuyết đầy và trong một chiếc xe ngựa này, cùng với nhau sum vầy, cười hát vang khắp mọi nơi. Chuông ở đuôi vang rền, làm sáng tươi tâm hồn. Từ thành phố hay đồng quê đến đây vui tiếng hát ca đêm này. Chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay ta cùng với chiếc xe ngựa nhá. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Và rồi cách đây hai ngày, tôi nghỉ xe đến nơi này để gặp cô Fanny Fry. Cô đã ở bên cạnh tôi, còn ngựa rất ư la gầy và chồng nó rất tội nghiệp. Gặp ngày bãi tuyết thật to, nhưng anh cùng với chúng tôi vượt qua. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay ta cùng với chiếc xe ngựa nhá. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Tuyệt khắp nơi trăng tình, hãy cùng với tôi hành trình đến với nhau đêm này và hát khúc ca ngày vui. Sự chặt lấy dây cương nào, tốc độ 20-40 và giật dây cương thật sâu, anh ta sẽ giúp chúng ta đi nhanh. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay ta cùng với chiếc xe ngựa nhá. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Đó là Giáng sinh và các thành viên của nông trại đang tận hưởng ngày lễ. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Và một năm mới lại sang. Cùng chúc nhau an lành. Bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc. Và một năm mới bình an. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Và hãy mang nó lại đây.
bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới đẹp tươi. Hãy mang cho tôi ít thức ăn nào, hãy mang cho tôi ít thức ăn nào, hãy mang cho tôi ít thức ăn nào và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới bình an. Các thành viên trong trang trại chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay cùng với chiếc xe ngựa nhé. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Nhìn khắp nơi tuyệt đầy ở một chiếc xe ngựa này, cùng với nhau sum vầy cười hát vang khắp mọi nơi. Kìa chiếc chuông vang rền làm sáng tươi tâm hồn, từ thành phố hay đồng quê đến đây vui tiếng hát ca đêm này. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay cùng với chiếc xe ngựa nhé. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Và rồi cách đây hai ngày, mình nhìn xe đến nơi này để gặp cô Fanny Bright, người đã ở bên cạnh tôi. Còn ngựa rất ư là gầy và nhìn nó rất tội nghiệp, gặp một bãi tuyết thật to như anh cùng với chúng tôi vượt qua. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay cùng với chiếc xe ngựa nhé. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Khắp nơi trang tình, hãy cùng với tôi hành trình, cùng với nhau đêm này và hát khúc ca ngày vui. Giữ chặt lấy dây cương nào, tốc độ 20-40 và giật dây cương thật sâu, anh ta sẽ giúp chúng ta đi nhanh. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel hay vui đêm nay cùng với chiếc xe ngựa nhé. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông khắp đường ngân vang. Đêm Noel vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Chào các bạn có biết về các hành tinh chưa? Hãy để tôi hát cho các bạn nghe các bài hát hành tinh nhé. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè, chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè, chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Tôi gần mặt trời nhất, tôi là sao Thủy, sao Thủy. Tôi sáng nhất trên bầu trời, tôi là sao Kim, sao Kim. Và tôi là hành tinh của bạn, tôi là trái đất, trái đất. Tôi là một hành tinh đỏ, tôi là sao Hỏa, sao Hỏa. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè, chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè, chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Tôi là hành tinh lớn nhất, tôi là sao Mộc, sao Mộc. Tôi là hành tinh với những chiếc vòng, tôi là sao Thổ, sao Thổ. Tôi có 27 mặt trăng,
Tôi là sao thiên vương. Sao thiên vương, tôi được tạo ra từ gas. Tôi là sao hải vương. Sao hải vương, chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Hãy nhảy điệu bóp bóp hôm nay nào. Gấp tay lại và bắt chờ chừng, tung lên rơi xuống như quả trứng. Gấp tay lại và bắt chờ chừng, tung lên rơi xuống như quả trứng. Nhảy lo cò và nhảy điệu bóp bóp. 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 Xem bên trái và sang bên phải, bồn công hồng sau đó đường thăng. Xem bên trái và sang bên phải, bồn công hồng sau đó đường thăng. Nhảy lo cò và nhảy điệu bóp bóp. 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 Gấp tay lại và bắt chờ chừng, tung lên rơi xuống như quả trứng. Gấp tay lại và bắt chờ chừng, tung lên rơi xuống như quả trứng. Nhảy lo cò và nhảy điệu bóp bóp. 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 Bạn có vui không? Hẹn gặp lại lần sau. Vịt mẹ và năm con vịt con của nó. Năm chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng chỉ có bốn chú vịt quay về mà thôi. Chỉ có ba chú vịt quay về mà thôi. Ba chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng chỉ có hai chú vịt quay về mà thôi. Nhưng chỉ có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và
chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chứa trái này, Phammy xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Con mình chào phi cơ này, Phammy xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngày tàu thủy đến chốn này, Phammy xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Phammy nhé. Tạm biệt. Ngày hôm nay thật đẹp, tất cả chúng ta hãy đi sở thú nhé. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, đôi tay to và cái voi lung lung lay. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Khi đột kìa nó gai sốt sốt soạt, nhảy lên cao và gai sốt sốt soạt. Treo đuôi lên cao nó gai sốt sốt soạt, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Ở đằng này con gấu ấy điên rồi, chiếc áo đen của anh ấy quá quá nặng. Đừng lại gần đến đó quá quá gần, không nên cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên yên ngồi, bắt chú cá nó kêu yên ngồi. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên yên ngồi, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Mình đùa cả ngày và đã muốn ngủ rồi, ở trên xe hơi và giấc muốn đi ngủ. Sẵn sàng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi thế nào bạn? Bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào.
Hôm nay thật là một ngày đẹp, và tất cả các nông dân đi ra ngoài. Thì một con bướm xinh mơ cánh của mình, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn bông hoa rực rỡ khu vườn kia với sắc hương nồng say, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với bạn của họ, là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Nhìn một đàn vịt kia đi bơi cùng nhau, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn con ong say sưa cùng mật hoa với tất cả niềm vui, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với bạn của họ, là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Khi một con bướm xinh mơ cánh của mình, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn bông hoa rực rỡ khu vườn kia với sắc hương nồng say, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với bạn của họ, là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây Jack đã xây. Mặt nhà đây này ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Mặt nhà kia này chuột đã ăn ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Cho con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đang ôm ở đây rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là linh mục đã cao lông cừu, cánh hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca, làm thức linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này
con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà trái cá xanh. À đây là con ngựa với chó sông và sừng, người nông dân ở đây dọc cây bắp này làm cho con gà cùng nhau lá cà làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà trách đá xanh. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Này các families, hãy nói cho chúng tôi biết về thời gian trong ngày. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cái tai kia chỉ ngay số 1. Ô mấy giờ rồi? Đó là 1 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 2 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 2 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 3 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 3 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay bốn này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 4 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 5 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 5 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay sau này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 6 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay bay này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 7 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay tam này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 8 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay chín này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 9 giờ.
Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay số 10. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 10 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ hai số 1. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 11 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ như tai dài. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 12 giờ. Tick a tock a tick a tock a tick a tick a tick. Mamis, hãy học cách chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng nhé. Mình thường thường làm khi đánh răng này, khi đánh răng đây, đánh chỗ này. Mình thường thường làm khi đánh răng này. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Thank you.
cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ, ba chú heo nhỏ cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ, soi dưa đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nghe. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cả nhà đó nghe. Hu, hu, hu. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Hai chú heo nhỏ cùng sửa chưa. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ, soi dưa đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nghe. Hu, hu. Chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ông. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ông. Xôi dưa đến đây và rọ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nghe. Nhưng con sói không thể thổi bay cái nhà, và ba chú heo sống hạnh phúc trong ngôi nhà gạch của mình. Kìa 10 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ow! Kìa 9 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ow! Kìa 8 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 7 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 6 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và thật cao quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 5 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và thật cao quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 4 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 3 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 2 bạn trên đó và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ouch! Kìa 1 bạn trên đó và bạn lại là to. Chúc ngủ ngon. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi.
xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi, hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngợi luôn, hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngợi luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Tâm trí anh theo từng bước nhé, dễ dàng chinh phục các tiêu.
Một buổi sáng thật đáng yêu. Hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con, chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Bữa sáng đã sẵn sàng, sữa và nhiều nước cam, bột ngô với ngũ cốc nè, có thể chọn thức ăn. Ngủ thật là ấm, con muốn ngủ qua, con muốn được ngủ ở trên giường ngay khò khò. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con, chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó bây giờ làm sao? Sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to.
đi về nhà, chúng ta đi, đi về nhà. Đã mua xong rồi. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi, đi về nhà, chúng ta đi, đi về nhà. Đã mua xong rồi. Hãy nhìn vào những con khỉ đang nhảy. Họ trông buồn cười phải không? Nằm chú khi còn trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Chú khi còn trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Bà chú khi còn trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú khi còn trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi còn trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Fami, nhìn em bé ngủ này. Hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời. Mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng nhân
bé con ngọt ngào. Sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào.